Trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ tại Trung Đông, ngày 26 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo sẽ điều thêm khoảng 900 binh sĩ Mỹ đến khu vực này để tăng cường năng lực phòng không và bảo vệ lực lượng của đất nước. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Patrick Ryder cho biết, các binh sĩ Mỹ đã bị tấn công ít nhất 12 lần tại Iraq và 4 lần tại Syria trong tuần qua, với tổng cộng 21 binh sĩ Mỹ bị thương nhẹ. Trong diễn biến mới nhất, đài phát thanh Sam FM và tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết nhiều cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở miền đông Syria đã xảy ra trong ngày 26 tháng 10. Đối phó với các cuộc tấn công, các lực lượng Mỹ đã kích hoạt còi báo động, triển khai binh sĩ và bắt đầu giám sát khu vực bằng máy bay không người lái nhằm theo dõi diễn biến tình hình. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết quân đội nước này đã tấn công hai cơ sở ở miền đông Syria, được cho là những địa điểm mà lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm liên kết sử dụng. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh các cuộc tấn công tự vệ chính xác trên là biện pháp đáp trả hàng loạt vụ tấn công đang diễn ra nhằm vào các quân nhân Mỹ tại Iraq và Syria kể từ ngày 17 tháng 10 vừa qua. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, các vụ tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria ngày càng gia tăng kể từ khi Israel phát động chiến dịch tấn công trả đũa phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza, sau khi các tay súng của phong trào này bất ngờ tấn công Israel hôm ngày 7 tháng 10. Hãng tin Reuters cho biết, trong tuần này, quân đội Mỹ đang triển khai các biện pháp mới để bảo vệ các lực lượng của nước này đang đồn trú tại Trung Đông, đồng thời để ngỏ khả năng sơ tán gia đình các quân nhân nếu cần thiết. Theo giới chức Mỹ, các biện pháp bao gồm cả tăng cường lực lượng tuần tra, thu thập thông tin tình báo thông qua máy bay không người lái và nhiều hoạt động giám sát khác. Mỹ cũng đang đẩy mạnh việc giám sát từ tháp canh của các căn cứ quân sự, tăng cường an ninh gần căn cứ cũng như các hoạt động để chống lại mối đe dọa tiềm tàng của máy bay không người lái, tên lửa và rocket. Đợt điều động quân mới nhất của Mỹ cũng có liên quan đến kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa và bộ binh của tên lửa Patriot.